Hình như là móc chìa khóa này là mình làm luôn đúng không anh? Chính xác luôn em. Khách đưa cho mình cái chìa khóa không à, và làm xong thì anh có tư vấn cho khách thêm là anh ơi, dạ thì mình làm thêm một cái móc chìa khóa nữa cho gọn nhé, bởi vì nếu như anh làm mà anh không có làm móc chìa khóa thì sau này anh dùng anh mua những móc bên ngoài này sẽ to, nó mất cân đối với chìa khóa của mình, và nếu như mình dùng ốp thì mình sẽ nó bị dài hơn, nên là thường là mình dùng cầm trơn giống như là một cái món trang sức, và kết hợp với mình sẽ làm một cái móc chìa khóa giống như là gọi là luôn, sinh ra là dành cho nhau, sinh ra là của nhau, vậy thì cái móc chìa khóa này anh thiết kế nó phù hợp cân đối với cái chìa khóa xe này luôn, bằng vàng nguyên khối luôn nha em. Wow, mà có vẻ như là rất là lấp lánh luôn á anh. Bởi vì đây là kim cương, nó là kim cương, kim cương thiên nhiên. Anh phải tuyển chọn, anh phải lựa chọn từng viên một cân đối đồng nhất về độ sạch, độ đẹp, những viên kim cương VVS nằm trong những lô viên kim cương VVS đẹp nhất, và đặc biệt là công nghệ anh chia ổ hột chuẩn bằng máy móc, không phải làm tay, và khi chạy bằng máy ra những chấu ổ hột rất đều và chuẩn, và anh nhận hột vào nên là rất đẹp, chấu đẹp, tỷ lệ chia đẹp, hột đẹp, và đặc biệt là đồ của Kỳ Lân Luxury mình từ trang sức bất cứ cái gì bằng kim loại vàng và kim cương thiên nhiên thì sẽ không bao giờ rớt hột. Đó là thế mạnh cũng như là sự cao cấp của sản phẩm cao cấp Kỳ Lân Luxury mình. À, vậy thì mẫu này có giống mẫu chìa khóa Mercedes lần trước mình làm không vậy anh? Khác em. Đây, mẫu hôm trước đây, tổng trọng lượng anh làm cho chiếc chìa khóa này là gần 4 lượng vàng lận, và anh có đến thêm một viên kim cương 54 đây nữa. Và chìa khóa này sẽ to hơn, bởi vì cái kiểu chìa khóa này, cái mã đời chìa khóa này to hơn chìa khóa này, to hơn nha. Và nổi cái nắp lưng của chìa khóa này không đã là gần một lượng rồi, nắp lưng nè. Và chìa khóa này thì anh làm là hơn một lượng vàng cho tổng vàng của chiếc chìa khóa, gồm hai bên thành nẹp và phần trên cụm nè, và nguyên cái móc chìa khóa này luôn là trên một lượng vàng thôi, nên chi phí và giá thành của sản phẩm này sẽ rẻ hơn cái chìa khóa này rất là nhiều, bởi vì này gồm có kim cương nữa và vàng nhiều nữa. Đẹp ha, quá đẹp, quá xuất sắc. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.